Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: lực lượng doanh nhân doanh nghiệp đã phát triển lớn mạnh không ngừng trong thời gian qua. Những giá trị kinh tế mà cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp mang lại đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bền vững cho tỉnh, là nền tảng để xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia trong tương lai. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Trong 9 tháng đầu năm, 11 trên 13 chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng so với kế hoạch. Trong số này, các lĩnh vực kinh tế trụ cột của tỉnh đều ghi nhận tăng trưởng cao, như giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí đạt khoảng 349.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa khoảng 56.000 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng 19,61% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng 12,07% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng 4,14% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như những số liệu trong 9 tháng đầu năm đã được đề cập trong tiểu mục KT07 có sự đóng góp mạnh mẽ của lực lượng doanh nghiệp doanh nhân. Sự lớn mạnh, phát triển được đo bằng cả về số lượng và chất lượng, về cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bản thân các doanh nhân cũng không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đạt được giá trị tổng vốn đầu tư phát triển vào khoảng 46.000 tỷ đồng, tăng 9,53% so với cùng kỳ. Đây là một mức tăng trưởng tốt và cao hơn so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra cho năm 2024 là tăng 8,96%. Điều đáng chú ý là trong tổng giá trị vốn đầu tư phát triển này, thì vốn đầu tư ngân sách chỉ chiếm khoảng hơn 30%, là 11.000 tỷ đồng. Còn lại số vốn đầu tư doanh nghiệp khoảng 35.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự đóng góp của lực lượng doanh nhân doanh nghiệp vào nền kinh tế của địa phương. Cũng theo số liệu ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, thì sự tham gia của lực lượng doanh nhân doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm trong 9 tháng là 1,9 tỷ đô la Mỹ và gần 35.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 82.000 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 489 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 33,5 tỷ đô la Mỹ và 697 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 406.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân được ghi nhận bằng những số liệu tăng trưởng của nền kinh tế. Và để đạt được những giá trị này, các doanh nghiệp doanh nhân đã không ngừng nỗ lực phương tầm phát triển để khẳng định năng lực của mình trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cộng đồng doanh nghiệp OBC, một tổ chức tự nguyện của các doanh nhân doanh nghiệp Việt ra đời cuối năm 2021. Ban đầu chỉ có khoảng 50 hội viên tại thành phố Vũng Tàu. Nhưng chưa đầy 3 năm sau, số hội viên đã tăng lên 5.668 hội viên, có mặt tại 63 tỉnh thành. Sở dĩ cộng đồng này phát triển mạnh về số lượng vì OBC đã tạo nên được sự tiến bộ mạnh mẽ về chất lượng doanh nhân thông qua mô hình đào tạo thực tiễn. Sự tự tin của mỗi doanh nhân được nâng dần sau mỗi kỳ giao thương của OBC. Từ đó, khiến việc mở rộng thị trường của các doanh nghiệp mang lại kết quả tốt. Đến với buổi ngày hôm nay là muốn lan tỏa cho tất cả mọi người biết đến. Thứ nhất là về cái ngành nghề của mình. Thứ nhì nữa là có những cái kết nối về vấn đề xưa trước á, là kinh doanh về truyền thống. Nhưng thời điểm này vì công nghệ nó quá tiên tiến rồi, có những cái kết nối trực tiếp và có những cái công nghệ trên mạng xã hội thì rất là tuyệt vời cho mọi người. Nhưng mà thực tế ngày hôm nay đến đây là các anh chị đều biết là mọi người
là thực chất với nhau, là cùng đồng hành với nhau thực tế hơn, để công việc mình lan tỏa nó rất là nhanh hơn. Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Vũng Tàu là nơi tập hợp các chị em phụ nữ kinh doanh. Các chị em cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức kinh doanh, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và cũng hỗ trợ nhau phát triển bản thân, để mỗi người phụ nữ kinh doanh đều chủ động, năng động, sáng tạo và bản lĩnh. Các chị thường xuyên đến thăm thực tế các mô hình hoạt động của nhau, cùng lắng nghe những câu chuyện kinh doanh nhiều gian truân và cùng tìm ra những giải pháp để gỡ khó cho nhau, động viên nhau cùng phát triển. Đối với câu lạc bộ đã tạo những cái điều kiện để cho các cái thành viên, những cái hội viên của mình tham gia vào những cái hoạt động chung của thành phố. Ngoài ra thì câu lạc bộ có những cái hoạt động như là để nâng cao cái kiến thức pháp lý, những cái hoạt động giao thương, những cái hoạt động nâng cao cái kiến thức kinh doanh cho chị em trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Ngoài ra thì câu lạc bộ còn tổ chức các cái hoạt động giao lưu với các cái câu lạc bộ doanh nghiệp, các cái tổ chức giao thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và mang lại cho chị em những cái cơ hội kinh doanh. Doanh nhân trẻ không chỉ là những hạt nhân tương lai của đất nước và ngay chính thời điểm hiện tại, họ đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có 500 doanh nhân đang sinh hoạt. Các doanh nhân này tạo ra tổng doanh thu trên 15.000 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động. Họ là những doanh nhân có hoài bão, tạo ra những giá trị thật, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp. Cái khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì rất lớn. Thì trong đó đối với doanh nhân trẻ thì lại còn lớn hơn, bởi do cái quy mô, do cái kinh nghiệm, do cái vốn và những cái kiến thức về khởi nghiệp nó còn ít. Nhưng tuy nhiên cái ý chí về cái cầu thị rất cao, nên cái lòng quyết tâm của doanh nhân trẻ là rất lớn, nên họ luôn là nung nấu một cái tinh thần khởi nghiệp. Có lẽ rằng cá nhân tôi đánh giá một cách hết sức khách quan là có rất nhiều các cái startup là sau khi mà khởi nghiệp các em cũng đã có những cái thành công nhất định. Cũng rất nhiều các doanh nghiệp cũng đã tạo được cái chỗ đứng và cũng như là tạo được cái tên tuổi của doanh nghiệp mình ở trong cái thị trường của Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đặt ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và mỗi doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện cũng đang nỗ lực theo nghị quyết số 41 phát triển cả về quy mô, năng lực và trình độ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 21.178 doanh nghiệp trong nước còn đăng ký hoạt động. Trong đó có 12.606 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, chiếm khoảng 59,52%. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của thương trường đã loại bỏ không ít những doanh nghiệp yếu thế. Số doanh nghiệp trụ vững trên thị trường còn lại đều là những doanh nghiệp doanh nhân tinh anh, biết tìm kiếm những con đường riêng cho mình để từng bước chinh phục thị trường, chinh phục người tiêu dùng bằng chính những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra. Tôi nghĩ một trong những lý do cốt lõi giúp Tre Nghệ có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường, đó là nguyên tắc kinh doanh của Tre Nghệ. Ngay từ thời điểm thành lập, chúng tôi đã ấn định và trung thành với nguyên tắc kinh doanh, lấy khách hàng làm trọng tâm số 1. Sau đó chúng tôi sẽ quan tâm đến người lao động. Cuối cùng chúng tôi mới tính toán đến những cái lợi ích cho nhà đầu tư và chủ sở hữu. Quy mô vốn của các doanh nghiệp tăng lên mỗi năm. 9 tháng đầu năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.386 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 14.876 tỷ đồng. Tuy chỉ tăng 7,94% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ, nhưng số vốn lại tăng đến 10,3%. Điều này cũng cho thấy doanh nhân đầu tư doanh nghiệp bài bản hơn, chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm dịch vụ và tìm ra được những cách thức kinh doanh hiệu quả hơn. Hiện tại Founder Winner thì cũng đang xúc tiến nhượng quyền về cái mô hình kinh doanh. Nó có hai cái mô hình lớn và mô hình bé. Thì rõ ràng là cái việc mà mua lại nhượng quyền thì nó có những cái ưu thế. Ưu thế ở đây là mình, tức là bên bán nhượng quyền
như chúng tôi đã làm sẵn ra những công thức pha chế, rồi là những cái nhận diện thương hiệu và cái chi phí đã được đóng gói sẵn, thì cái người mua nhượng quyền họ sẽ không phải cái thời gian để mà tính toán và cũng như là phải trả giá cho những cái sản phẩm mà có thể là ra thị trường họ không chấp nhận. Thưa quý vị, mỗi một giá trị của các doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp vào hoạt động kinh tế xã hội đều đáng quý, bởi nó được tạo ra bằng tâm huyết và sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi doanh nhân, vừa làm giàu cho bản thân, vừa làm giàu cho xã hội. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.